À, thần linh lửa đây nhé. Ừ, đúng. Đó hả? Chết. Đó, còn nó còn nước nó nặng. Đó, giống này thì phải nó cho cái bộ này riêng tấm đáy này đi hai là ống sắt chéo này, bên ngoài chạy thêm bốn ống xung quanh nữa, nghĩa là chắc luôn, đáy sẽ không bao giờ có chuyện mà nó bị bóng xuống. Rất là dốc nhá. Ok, để quay máy sát đây, quay máy sát đây nhá, xem là mảnh đầu tiên ra nhá, mảnh này ta, mảnh phượng đúng không nhỉ, phượng này, đó, hoa văn thì giữ nguyên của silicon rất là sâu, nó chỉ có không có điểm là nó kênh bong đâu, còn lại độ sâu rất là sâu nhá. Mơ via có một chút mơ via này, đó, với cái mơ via này thì anh em tháo xong rồi có thể dùng dao thế này. Lia một phát hết luôn. Phần chân nhé, phần chân giữ nguyên độ cong của nó cực đẹp luôn. Nó sẽ có một cái hơn của silicone nữa là cái cạnh nhá, cạnh này nó sẽ thẳng tắp luôn này. Cạnh thẳng tắp luôn này, tất cả những cạnh thẳng nhé. Còn được với silicone thì thường những cạnh này khi đúc ra thì do là phần nhựa silicone nó mềm ấy, nó sẽ dẫn đến là cái những điểm này nó sẽ không được thẳng nhá, với composite nó sẽ thẳng luôn. Đó. Rồi bây giờ tháo tiếp các mảnh ra. Ok, bây giờ sẽ lật xuống tháo nốt cái mảnh còn lại. Đấy, bóng. Bây giờ là bốn mặt đều bóng nhá, lòng trong bóng, xung quanh tất cả đều nó rất là bóng luôn nha. Ok, đó. Bây giờ sẽ là mảnh còn lại. Bác nào quan tâm đến mẫu này để lại bình luận ngay dưới video này nhé. Bây giờ để lại bình luận ngay dưới video đi. Đừng quên là bấm nút đăng ký theo dõi kênh YouTube cơ sở để có thể đón xem những video sẽ giới thiệu rất nhiều mẫu mới trong thời gian tới. Trong thời gian ngắn nữa đâu, thì cơ sở sẽ tiếp tục ra rất nhiều mẫu mới đó. Rồng này. Rồi ok, bây giờ sẽ kê lên trên cao để tất cả các bác anh em sẽ xem. Sẽ xem nào, kê lên để xem hoàn thiện bốn mặt nó như nào nó dễ hơn nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem kích thước và hoa văn của bộ bể này. Đầu tiên chúng ta sẽ quan tâm đến chiều rộng của bì. Rộng của bì là 80. Rộng 80, lọt lòng. Lòng 72, lọt lòng 72 nhé. Với chiều dài có đây là chiều rộng này, rộng 60. Rộng 60. Lọt lòng của chiều rộng là 53. À, độ sâu. Sâu lòng đo được là 24. Sâu lòng là 24 cm nhé. Tổng thể bộ này có chiều cao tổng thể là 34 cm. Đó, chiều cao 34 cm. Còn hoa văn bốn mặt sẽ là tứ linh nhé. Tứ linh. À, nó sẽ là long lân quy phụng. Ở mặt này ta xem trước này, đây là con phượng hoàng này, nó gọi là phụng này. Nó sang bên đây là con kỳ lân. Đấy, mặt kỳ lân.
nó một nửa luôn, hình giống một nửa con bán thân luôn này, rất là sâu. Đó, nếu mà không xem đoạn vừa rồi tháo là nhiều bác cứ tưởng đây là hoa văn của silicon cơ, nhưng thực ra nó là composite nhá. Còn đây là mặt rồng này, mặt rồng này, đó, mặt long này, rồng vừa tháo là hơi mạnh tay chút, nó hơi sứt tí đoạn này, không sao cả. Đó, hình ảnh con rồng này rất là nét luôn, nó cũng rất là sâu luôn, nổi hình một nửa con rồng luôn. Ở phần bên dưới cũng là mặt hổ phù đây. À, mặt cuối cùng là mặt quy. Mặt quy là con rồng, là con quy là con rùa đây. Đấy, con rùa ở dưới hồ sen. Đấy, rùa dưới hồ sen nó như này. Rồi, với mẫu bể 60x80 khuôn composite có lòng trong, có tấm đáy bắt ốc đầy đủ, thì bác nào có nhu cầu sử dụng bộ này thì ngay bây giờ có thể liên hệ với cơ sở theo số điện thoại ghi trên màn hình, và nhớ đăng ký theo kênh YouTube cơ sở để thời gian tới thì chúng ta sẽ được xem những mẫu khuôn trộm mới nhất của cơ sở hiện ra. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.